Và đây là cái hình ảnh mà bác sĩ Liêm đã điều trị cho bệnh nhân là Nguyễn Thị Mừng. Sau thì khi làm bệnh, đây là kính mời bác sĩ Liêm cho kết nối với lại cộng hầu để cho quý cô bác anh chị thêm một cái góc nhìn nào. Thì cũng xin giới thiệu với cô bác, các anh chị. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm. Trước đây tôi làm ở bệnh viện Châu Thành, Cần Thơ. Nhưng sau khi mà bệnh viện chia tách về tỉnh Hậu Giang thì tôi bệnh viện đó thuộc về bệnh viện Châu Thành của Hậu Giang. Và trong cái quá trình công tác như vậy đó thì từ một bác sĩ điều trị bình thường rồi dần dần lên là bác sĩ trưởng khoa, rồi lên trưởng phòng kế hoạch và lên phó giám đốc. Thì trong quá trình đó nhiều cái vấn đề phát sinh, đó là trong cái cuộc sống, trong cái giao tiếp, thì cái vấn đề lớn nhất á, của cán bộ công chức nhà nước nói chung á, chứ không phải chỉ riêng về ngành y tế không, đó là ăn nhậu dữ lắm. Và kết quả cuối cùng là tôi mang trong người 7 cái chứng bệnh mãn tính bao gồm tiểu đường, mỡ máu cao, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, gút, suy thận mãn, hẹp mạch vành tim. Và khi mà tôi bị suy thận mãn vậy đó thì có đi khám bệnh tại Huế. Và ở cái giai đoạn này có thể các anh chị biết tôi chỉ ngồi xe lăn thôi rất là nặng rồi. Rồi thì khi mà ra ngoài Huế làm hồ sơ ghép thận xong xuôi hết trơn rồi thì phát hiện một vấn đề của tôi nữa, đó là lao tiềm ẩn. Bây giờ nó chưa phải là lao, nhưng mà khi ghép thận thì nó ghép xong nó sẽ bùng phát cái lao, cho nên bệnh viện cho về địa phương điều trị lao. Và sau khi điều trị lao xong mắt hết thấy đường luôn do biến chứng viêm hoàn điểm của cái thuốc lao. Và kết quả thêm được hai cái bệnh mãn tính nữa là cái lao phổi và cái viêm hoàn điểm. Cuối cùng đó là tôi thấy cuộc đời kêu rồi, ngồi xe lăn không thôi. Và nhờ cô Thanh, hôm trước tôi có kể đó, nhờ cô Thanh giới thiệu cái phương pháp thực dưỡng. Và tôi lúc này là sử dụng cái điện thoại cũng đâu có thấy đường đâu, mà chỉ mở cái chức năng nghe nói thôi. Cho nên tìm hiểu qua thực dưỡng và tôi thấy ồ, cái này hay quá. Và tôi tìm hiểu tới luôn và tôi áp dụng từ từ. Và đến nay đó thì sau một thời gian 6 tháng áp dụng thì thấy rằng cái bệnh của mình đã giảm rất nhiều. Từ chỗ ngồi xe lăn không thôi thì bây giờ tôi đã có thể đi tới đi lui được rồi. Thậm chí là bây giờ hàng ngày tôi có thể ra khám bệnh được cho bệnh nhân rồi. Một tuần tôi khám được 4 ngày. Còn những ngày khác thì phải nhờ anh em khám tiếp. Nhưng mà tuần khám được 4 ngày rồi nó hồi phục nhưng mà chưa hoàn toàn. Kết quả hiện nay cũng là phục hồi cỡ khoảng 90% rồi. Từ cái suy thận giai đoạn cuối mà bây giờ nó trở về suy thận giai đoạn 3. Mắt thì cũng đã phục hồi được 90%. Đó, coi như là kết quả cũng rất là tốt. Tôi thấy thực dưỡng cũng quá hay cho nên tôi có ý nghĩ là mình làm sao đưa cái vấn đề thực dưỡng này áp dụng cho bệnh nhân của mình trước. Và cơ hội tới một hôm tôi có gặp một bệnh nhân, cô này tên là Nguyễn Thị Mừng, 67 tuổi, ở Long Tuyền, phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì chị này á, chỉ bị cái chứng bệnh rất là kỳ lạ, là chỉ đi cầu, phân không ra đường hậu môn mà phân đi ra đường âm đạo. Và chỉ vô bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám thì kết luận của bệnh viện là do
trực tràng âm đạo, và bệnh viện mới tiến hành tầm soát để tìm cái vị trí giò bằng cách là thục tháo và chụp đại tràng cản quang. Tuy nhiên sau khi mà thục tháo chụp đại tràng cản quang thì cũng không có tìm được cái vị trí đường giò, và bệnh viện tiến hành điều trị nội khoa 1 tháng không có kết quả, cái triệu chứng bệnh nhân vẫn như vậy thôi, và bệnh nhân được chuyển viện đến bệnh viện Chợ Rẫy. Thì khi mà lên bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng thống nhất cái chẩn đoán của bệnh viện Đa khoa Trung ương, tôi có xem cái hồ sơ đó thì cũng chẩn đoán như vậy, và cũng tiến hành tầm soát bệnh bằng cách là thục tháo chụp đại tràng cản quang và nội soi đại tràng để tìm cái đường giò. Mong là khi mà có được tìm được vị trí cái đường giò đó đó thì người ta sẽ khâu lại, nhưng mà cũng không tìm được, và điều trị nội khoa tiếp tục 2 tháng ở bệnh viện Chợ Rẫy nữa. Bệnh nhân lúc này chịu hết nổi rồi, từ 40 mấy ký mà bây giờ bệnh nhân còn có 30 ký thôi, thành ra đuối quá rồi, bệnh nhân không ăn uống được luôn. Thì cuối cùng bệnh viện cho về và gọi ông chồng tới, ngài nói em thôi bây giờ anh cho bà về đi, bà muốn ăn gì em cho bà ăn đi, cái trên này bó tay rồi. Tuy nhiên á, khi mà đưa bệnh nhân trở về thì gia đình mới đưa bệnh nhân trở lại Đa khoa Trung ương Cần Thơ một lần nữa. Thì cái chị này thì có một cái bệnh nền, nó là cái bệnh nhược cơ, cho nên là khi mà đưa vô bệnh viện thì bệnh viện mới bàn với chị là bây giờ thôi mổ ra, đưa hậu môn ra ngoài và mổ để xem coi cái trực tràng nó sủng ở chỗ nào để mà khâu lại. Thì nhưng mà bệnh viện cũng cho hay trước là nếu với cái cơ địa là có cái nhược cơ như vậy đó thì có khả năng cái khả năng mà tử vong nó trên bàn mổ là 70%. Vì vậy mà bệnh nhân không đồng ý, gia đình cũng không đồng ý, cuối cùng đưa bệnh nhân về. Và khi về thì bệnh nhân, gia đình bệnh nhân cũng quyết tâm đi tìm chỗ nào đó để điều trị cho nó, cho bệnh nhân. Thì khi đến với tôi là trong cái tình huống đến là chỉ có ẵm vô thôi chứ đi đâu có nổi, còn có 30 ký. Khi mà đến khám thì gặp tôi thì tôi đã trình bày với tôi trong cái giọng nói rất là thiều thào, mệt nhỏi, mệt mỏi lắm, và chị nói là tôi xin tóm tắt nội dung, chị nói là bây giờ tới nước này rồi bác sĩ cứ điều trị cho tôi đi, còn nước còn tát, nếu mà tôi điều trị thành công thì tốt, còn không thành công như đó là cái số mạng của tôi, cho nên bác sĩ cứ yên tâm mà điều trị. Thì tôi có nói với chị thôi bây giờ để người em khám lại cho chị một cái, bà nói thôi đừng khám thấy ghê lắm. Nó nói ở nhà là tôi ngủ, ở nhà tôi nằm là tôi phải lột đồ ra hết, máu mũi nó chảy lên láng hết trơn vậy đó. Nghe bây giờ chỗ đó giờ thấy ghê lắm, đừng có kháng. Thì coi tôi coi xem lại cái hồ sơ bệnh lý của chị thì mình biết là kết luận là do trực tràng âm đạo. Tôi mới nói với chị tôi thì cũng từ cái lò Chợ Rẫy mà ra thôi, nhưng mà tôi có biết một cái phương pháp điều trị, mà cái phương pháp này thì chắc có lẽ là bệnh viện Chợ Rẫy chưa có áp dụng với chị, mà không biết là chị có theo được hay không thôi. Thì chị mới nói với tôi
cái phương pháp gì bác sĩ cứ áp dụng đi. Bác sĩ cứ áp dụng, chứ còn bây giờ tới nước này rồi, chết tới nơi rồi, không theo sao được. Đã. Thì tôi nói với chị phương pháp này hơi khó cho chị, cái là chị phải nhịn đói nha chị. Là tôi nói là đây là tôi áp dụng chị cái bài của của thầy tài. Thật ra thì nó là bên thực dưỡng, nó là phương pháp dùng ván cháo gạo lứt để điều trị phục hồi cái niêm mạc ruột cho chị. Và cái này là của một giáo sư người Nhật, Osawa. Thì bây giờ tôi áp dụng cho chị nói có khó lắm không? Nên nó cũng khó đó. Thôi bây giờ tôi chỉ chị ai là người nấu ăn cho chị, và chị mới kêu con dâu của chị tới, rồi tôi hướng dẫn cho cái cách nấu bánh cháo gạo lứt. Thì cô đó về nấu làm theo cái sự hướng dẫn của tôi. Thì lúc này thì tôi phối hợp điều trị cho chị nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch, tức là mình truyền dịch, truyền đạm, truyền vitamin trong 5 ngày đầu, rồi phối hợp sử dụng kháng sinh, và đặc biệt đó là rửa sạch cái vùng vùng âm bằng cái dung dịch sát khuẩn. Đó. Thì sau khi mà rửa ngâm ngâm cái vùng âm trong cái dung dịch sát khuẩn và điều trị 5 ngày đầu, thì bằng nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch, kháng sinh phối hợp, và áp dụng ngay là ăn uống theo cái tôi nói với chị, là chị bây giờ ăn như thế nào để tạo ra cái phân ít nhất, cho nên chị chỉ được uống cái nước cái bánh cháo gạo lứt thôi, chứ chị không có được ăn cái cháo. Nhưng mà khó lắm nghe chị, nó sẽ đói bụng dữ lắm rồi. Nhưng mà nếu mà nào chị thấy có cảm giác đói bụng đó, là mừng rồi chứ đừng có lo. Và điều trị như vậy trong vòng 5 ngày đầu thì chỉ nói là giảm được khoảng 30%, là tôi thấy đáp ứng quá tốt rồi. Mọi người thôi chị cố gắng, tới ngày thứ 10 chị mới hỏi bây giờ tôi ăn ít trái cây được không bác sĩ. Không được, ăn trái cây là không có được. Hỏi bây giờ ăn ít cháo được không, cũng không. Không cho lắm. Mà áp dụng triệt để này. Rồi chỉ cho ăn bán cháo thôi. Tới ngày thứ 15 chị nói chị than trời ơi bây giờ nó đói quá trời, nó rung hết trơn luôn. Thì mình rồi chứng tỏ là cái niêm mạc ruột nó đã phục hồi rồi. Rồi thôi lúc này mới cho chị ăn cháo lại. Và tới điều trị tới ngày thứ 20 thì chị nói là giảm được khoảng 90%, và điều trị tới ngày thứ 30 thì bệnh khỏi hoàn toàn. Và cái hình ảnh hồi nãy anh Hầu đưa lên đó là cái hình Hay ảnh quá. sau khi mà chị đã khỏi hoàn toàn, rồi chị chụp với tôi ngồi hình. Tôi có mời chị kết nối ngày hôm nay lên nói chuyện đó, nhưng mà rất tiếc là chị thì không biết thao tác ở trên điện thoại, còn có chị cháu của chị thì bữa nay nó đi học 9 giờ tối nó mới về, thành nghĩ ra chị không lên được. Chị có hứa rồi, tuy nhiên là do hoàn cảnh vậy đó, thành ra hôm nay chị lên Zoom không được. Thôi chị hẹn bữa khác. Thì cái tình huống như vậy đó, thì qua cái câu chuyện này thì tôi mới rút ra được một kết luận là như này. Rõ ràng rằng là cái phương pháp thực dưỡng là một cái phương pháp rất hữu hiệu trong cái vấn đề điều trị, mà hồi trước tới giờ bác sĩ Tây y ít có quan tâm tới cái vấn đề ăn uống. Bản thân tôi hồi trước cũng vậy đó, mỗi khi mà bệnh nhân hỏi ăn uống có cử gì không bác sĩ, trời ơi cử gì, ăn thoải mái. Ăn cho có sức. Nhưng mà thực tế điều đó là sai lầm, bởi vì mình không có được học về cái môn dinh dưỡng. Hồi đó thầy chỉ giới thiệu sơ qua thôi, và thầy chỉ nói là các em phải tìm hiểu thêm cái môn này. Môn này là một cái môn, một cái mảng rất là lớn, mình phải tìm hiểu thêm, chứ ở đây chương trình không có dạy. Đó, thầy chỉ nói vậy thôi. Cho nên
cái khóa của chúng tôi ấy, Y84 là không được học cái môn này. Từ khóa Y84 sau này không biết có được học không thì tôi không biết, nhưng từ năm cái khóa Y84 về trước thì không có được học. Nó cho nên là mình mới sai lầm trong cái chuyện mà hướng dẫn bệnh nhân trong cái cách ăn uống, và thực tế mình bệnh mình điều trị, mình áp dụng thực dưỡng mình điều trị và mình phối hợp điều trị cho bệnh nhân, mình thấy là hiệu quả quá cao. Cho nên tôi mới rút ra cái kinh nghiệm bản thân, ngoài cái chuyện sử dụng Tây y để điều trị đó là một vũ khí sắc bén rồi, nhưng mà nó điều trị trong cái cấp cứu chấn thương thì quá tốt luôn rồi. Tuy nhiên những cái bệnh mãn tính, những cái trường hợp mãn tính mình phải phối hợp thêm những cái, còn Tây y điều trị không có dứt điểm được. Bản thân tôi nhận thấy là như vậy đó. Cụ thể là như trong trường hợp của chị mình, nếu như tôi không phối hợp với cái thực dưỡng thì chị mình sẽ không hết bệnh đó. Thì cái đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm thì mình áp dụng thực dưỡng, và trong cái quá trình áp dụng bệnh cho chị thì tôi có phối hợp thêm cái trợ phương, đó là cái hồi sinh miễn dịch, sử dụng cho chị là 4 viên một ngày, và sau này chị thấy kết quả tốt quá rồi. Chị mình chứ nói là bây giờ còn có thuốc nào mạnh hơn nữa không bác sĩ? Chứ tôi thấy là tôi kết quả quá rồi. Tôi nói còn 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 áp dụng cho chỉ cái trường thọ nó anh học. Dạ. Và từ đó trở về sau chị nói thôi cái trường thọ tôi xài tôi chịu rồi, thôi từ đây trở về sau xài này ngày không xài kia nữa. Dạ. Nên là từ đó trở về sau là chỉ cứ mỗi một tháng là chỉ xài 2 hộp trường thọ, ghi to cho chỉ đi mua, chỉ điểm cho chỉ đi mua. Rất là kết quả luôn. Dạ. Tới bữa tiếc là bữa nay chỉ không có lên sân được, nên là cũng chỉ có hẹn lần khác. Nhưng mà kết luận lại là bây giờ về mặt y học á, thì mình có được cái phương pháp điều trị là Tây y rồi phương pháp Đông y, và bây giờ mình học thêm được một cái phương pháp thực dưỡng nữa, và tôi thấy mình nên phối hợp cả ba thì điều Dạ. trị sẽ kết quả cao nhất cho bệnh nhân của mình. Và tôi thấy đó là cái kinh nghiệm của bản thân tôi, xin chia sẻ với cộng đồng. Dạ. Wow. Cảm ơn bác sĩ Liêm rất là nhiều.